Hello, xin chào tất cả mọi người. Chiều hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá một cái địa điểm khá là thú vị. Đó là cánh đồng hoa hướng dương tại quê hương mình ở tỉnh Quảng Nam. Và phía sau mình đây á, là cánh đồng hoa hướng dương và mình đã để xe ở ngoài kia. Nếu như mà mọi người đi đến đây á, thì có thể là đi xe bốn bánh hoặc là xe xe máy gì cũng được hết. Và khi mà mình vô mình giữ xe thì đều là miễn phí hết. Nhưng mà rất là vừa vui khi mà mình vừa bước vô là có một cái chú đó ảnh xin tiền mình. Nếu như mà các bạn trẻ mà không có tốn tiền, không muốn tốn tiền giữ xe thì cứ nói là con là học sinh, sinh viên gì đó là chú sẽ buông tha. Còn ai mà có tiền thì lì xì cho chú 5-10 ngàn gì đó. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi vô trong. Từ cái địa điểm mà giữ xe mà đi vô trong cánh đồng hoa hướng dương á, thì khoảng chừng là vài trăm mét và có đi qua một cái cánh đồng, hai bên là cánh đồng lúa này. Đó, lúa xanh tốt. Cái kia là chắc là người ta bán vé. Vừa vô đây là mình phải mua vé, cho nên là bây giờ mình sẽ lại mình mua vé trước khi mà được vô trong đó tham quan. Mua vé đây hả em? 20.000 có quá không cần à? Một vé là 20.000. Dạ, xin chào chú. Một vé 20.000. Chỗ đây thì hai bên người ta trồng rất là nhiều đậu này, đậu phộng ha. Trước cổng là có cái bảng là ghi là mô hình thực nghiệm trồng hoa hướng dương phục vụ du lịch tại phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Mình sẽ để hướng dẫn chi tiết cái hướng đi và cái đường đi cho mọi người ở dưới phần mô tả của video này. Thì vừa bước vô đây thì mọi người có thể thấy là hoa hướng dương nó nở rộ rồi này, rất là nhiều ha. Bên trong kia thì mình nghĩ là rất là nhiều bạn trẻ đang chụp hình ở trong đó, nhưng mà mình sẽ không đi vô trong đó, mình sẽ đi vòng qua bên này trước để xem thử là ở phía ngoài nhìn vô nó như thế nào. Bây giờ mình đi đang là cái giờ trưa 11 giờ, trời nó tưởng đâu là nó không nắng nhưng mà hôm nay nó khá là nắng luôn. Nắng rất là gắt luôn này. Có con ong. Nó đang đi hút mật. Hôm nay mình đi thì hoa nó có vẻ như là nó hơi bị tàn mất rồi. Nếu như mà mọi người đi sớm hơn cái khoảng thời gian này, hôm nay là ngày 11 tháng 2 ha, dương lịch, thì hoa nó sẽ ok hơn. Còn hôm nay mình đi thì hoa chắc có vẻ là như nó nở được mấy ngày rồi nè. Đây là cái đường đi vô. Mọi người có thể thấy là phía dưới đây cây nó ngã này, không biết là nó tự ngã hay sao, nhưng mà mình nghĩ là nhiều khi là người ta đứng vô chụp hình nhiều quá làm cho cây nó ngã la liệt như vậy đó. Vậy mới nói là mình đến những cái nơi này thì ý thức là hàng đầu, phải giữ cho nó đẹp đó. Khách người ta tới tham quan rất là đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có bán nước. Chỗ đây có bán nước nè, vô đây uống nước vui vẻ không? Wow, ok, mình sẽ mua một miếng nước. Anh có nước lọc không anh? Có nước lọc không? Nước lạc hả? Thấy là có bán không? Có nước lạnh không chứ không có nước nóng hả? Có nước pha chế chứ không có nước. À. Không có nước nước trà nóng à? Đã có một trà trà. Trà đá không? Dạ. Vậy thôi. Đang bị viêm họng cho nên là không dám uống. Cảm ơn. Hoa hướng dương khá là nhiều. Đây, mấy em xinh tươi đang chụp hình này. Đó, người ta làm ra những cái chỗ để mà ngồi chụp hình như vậy. Bây giờ là giờ trưa nhưng mà mình để ý thấy mọi người đến đây cũng khá đông chứ. Mình sẽ đi vòng lại phía sau của cái khu này. Đi một vòng ha. Một vòng quay cho mọi người xem. Cái cánh đồng này khá là rộng này. Nếu như mà có flycam á, mình sẽ quay từ trên cao xuống thì mọi người sẽ nhìn nó tổng quát hơn. Nhưng mà mình không có cho nên là mọi người thông cảm nha. Đây là phòng thay đồ. Phòng thay đồ để ra đó chụp hình. Rất là rộng luôn đúng không mọi người? Mình để ý là có ba đám ruộng á, mà người ta làm thành cái mô hình như vậy. À, phía bên kia nữa, 4 đám hả? 4 5 đám gì đó. Ô. 4 5 đám gì đó. Nhưng mà ở chỗ này thì lại không có. Mình không hiểu là tại sao chỗ này người ta không trồng luôn cho nó liền mạch với lại hướng bên này thì nó sẽ nhìn nó ok hơn ha. Có khi là người ta lại không có hiến đất để mà làm cái này. Thôi kệ, vậy cũng đủ rồi. Có vẻ như là cái khoảng thời gian mấy ngày trước á, là trời nó mưa và gió nó cũng khá là to, cho nên là mọi người có thể thấy cây với hoa nó hơi bị sơ sát này, nó ngã nghiêng ngã ngửa hết, nó cong hết này. Đó, cong chứ không có thẳng nha. Ở chỗ đây thì cũng có một cái xích đu. À, cái xích đu người ta làm cho các bạn trẻ ngồi vô đây và chụp hình. Mình vừa đi một vòng và bây giờ đã giáp lại cái chỗ kia rồi, cái chỗ cổng đi vô rồi. Có những cái ghế cho các bạn ngồi lên đây và chụp hình. Góc nào tự đường ông thôi chứ. Đây có một cái chòi để mà ngồi lên đấy chụp hình. Đó, hai bạn nữ đang ngồi lên ha.
cho anh cá với. Ừ, anh chạm đi anh. Đó, rất là đẹp. Ngồi đi. Không được phá hoại ngay. Trời, thời tiết giữa trưa nắng mà ra đây đứng chụp hình với chung. Lúc nãy mình có chụp chung với lại ba bạn nữ kia vài tấm hình. Trời ơi nó nắng nhưng mà chiều về cũng được vài tấm hình về post lên Facebook. Tưởng đâu người quen chứ. Và vừa rồi thì mình đã dẫn mọi người đi khám phá vòng quanh cái khu mà người ta trồng hoa hướng dương. Mình nghĩ là nếu như mà mọi người muốn trải nghiệm á, thì mình nghĩ trong cái khoảng thời gian này là thích hợp nhất mọi người nên đi. Chứ còn để vài hôm nữa thì chắc chắn là hoa nó sẽ tàn. Và mình không biết là đến bao giờ thì nó sẽ trở lại giống như hôm nay được. Mọi người có ý kiến gì á, thì hãy để lại dưới phần bình luận của video này. Mình sẽ giải đáp cho mọi người ha. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi mua một cái món ăn rất là đặc biệt mà ở miền Trung mới có. Đây, món ốc gạo. Dạ, con chào chú. Ốc bên đây nhỏ chú ha. Ừ, ốc bên đây ăn được. Dạ, ở đây chú có bán ốc gạo này. Bên kia có một chị bán. Và bên đây có một cô bán nè. Bao nhiêu một lon chú? 15 không? 15 ngàn à. Dạ. Mấy lâu không? Dạ, con mua một lon thôi. Về ăn thử. Cái này là chú tự làm hả? Ừ. Mình có bí quyết gì làm cho nó sạch cát không chú? Ngâm. Ngâm hả? Ngâm xong rồi mình náo. À. Luộc lâu không chú ha? Chắc nhanh ha? Nhanh. Dạ. Ngâm lâu. Ngâm lâu hả? Ở đây gia vị chú có bỏ một ít sả này, chút nước mắm. Rồi. Còn ít cay thôi nha. Rồi, ớt bột. Này và muối. Muối. Dạ. Đây, chú bán ngay chỗ chợ thương mại. Chợ thương mại. Nếu như mọi người thích ăn cái món này thì có thể là ghé tới đây và ủng hộ chú. Chú tên gì chú? Chú Đức. Chú Đức hả? À. 15 ngàn một lon. Giá thì nó có thể thay đổi theo tùy theo cái mùa. Có mấy lon đâu? 15 con. Có một lon. Cho con gửi tiền. Rồi ok, qua đó quay luôn. Dạ đây. Rồi con cảm ơn chú. Ốc có nhiêu con chú? Ốc bạc, ốc lớn là ốc bằng da, còn ốc trong bằng da, còn mà ốc lớn là em làm còn ốc chót này. Em có mua thì đi chạy em mua. Đây, qua đây mua luôn. Qua đây mua ốc lớn nè. Đây, ốc lớn. Bên này 20 nè. Đó, ốc to nè, đó chưa? Cô bán mặn nữa hả? Bán mặn nữa nè. Ừ. Mặn bao nhiêu ký cô? Mặn 25 ngon. 25 hả? Thôi mua ốc đi. Ốc to ra 20 ngon lâu, có mấy lâu? 20 ngàn lon. Ừ, ốc lớn đó. Cái này là theo mùa nó bự đúng không cô? Cái này là to. To. Còn biển Tâm Thanh là. Biển Tâm Thanh đây. Biển Tâm Thanh, biển mình, Tâm Kỳ, Quảng Nam mình hả? Rồi Tâm Kỳ, Quảng Nam, còn cái này là Quảng Ngãi đem ra nè. Đem ra. Dạ. Cái này là Quảng Ngãi. Còn cái này là mặn vườn của mình, mặn ở mình. Dạ. Nhưng mà cô ở Quảng Nam hay là ở Quảng Nam? Quảng Nam á. Ốc này có bí quyết gì không? Mới ngon chứ hả? Nó
sao không biết ngon chưa? Biết biết là giáo đó, không cho ai biết. Không cho ai biết, biết biết con sâu ra biết được. Dạ. Đây mọi người, nếu như mà mua ốc á, là đến chợ thương mại của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây là cô Thủy, còn bên kia là chú Đức. Cô Thủy à, cô Thủy, bên kia là chú Đức. Ốc lớn, ốc trồng, ốc này. Lớn hơn ốc này nữa chị. Dạ. Tùy theo kích cỡ mà giá tiền nó khác nhau, mà mọi người thích thì mua ha. Mua mấy chục lông thì đem tới đây. Có số điện thoại không? Có, 0905. 0905 rồi mấy nữa. 738-044. Rồi. Điện là đem tới nơi. Dạ. Ừ, Quảng Nôm mà được chứ, đừng đi ra ngủ Quảng Nôm. Ngủ Quảng Nôm cỡ 10 lâu, hẹp lâu là đem tới nơi nhỏ luôn. Dạ. Một ngày cô bán hết cái thao này không? Một ngày cô bán là 4 xô. 4 xô hả? 4 xô là 4 thao hơn 4 thao. 4 thao này. Ghê vậy. Nhiều tiền. Bán từ mấy giờ, mấy giờ cô? Từ 6 giờ cô bán mía tới 5 giờ chiều, có hồ 4 giờ, thấy có hồ bò giờ ấy. À. Vậy là mọi người mua khá là nhiều á. Là mua đông lắm. Đây nè mọi người thấy, đây là cái gai nè. Đó. Mắm gừng. Mắm gừng nè. Muối ớt. À, bên kia chú không có mắm gừng. Muối mấy? Ớt nè. À, có bỏ một ít tiêu nè, ớt bột, rồi có xả nữa. Ớt đẹp trai đó, ớt bột ngọt tính. Rồi, con cảm ơn cô nghe. Em mua là đi đây tới nhà. Dạ, con chào cô. Dạ, cảm ơn em. Và mình vừa về tới nhà, mình mua hai lon ốc về, bây giờ là mình sẽ lễ thử cho mọi người xem. Rất lâu rồi thì mình chưa có ăn cái món này lại. Hồi sinh viên á, là cái món này là món ruột luôn. Thời gian rảnh nhiều cho nên là cứ ngồi lễ, một lần lễ là phải 3-4 lon vậy. Con ốc nó nhỏ xíu như vậy thôi. Nè, mọi người thấy không? Mình sẽ đưa lần. Nó chỉ chút xíu đây thôi nè. Làm con ốc này cũng khổ, tại vì khi mà người ta cào con ốc này ở dưới biển lên nhá, thì nó sẽ có rất là nhiều cát ở trong này. Và ốc tươi nha mọi người, chứ không phải là ốc chết đâu. Và khi mà mới cào lên thì ở trong cái con ốc này nó có rất là nhiều cát. Nhưng mà nếu như mà một người mà người ta biết làm thì con ốc này nó sẽ rất là... ốc này nó sẽ có ít cát, còn nếu như mà những người mà không biết làm là ốc này nó sẽ nhiều cát. Chắc chắn là ở trong này nó sẽ có cát, không ai mà làm mà nó sẽ không có cát đâu. Trước giờ mình khi mà mình ăn thì nó hơi cầm cợm cát vậy. Món này thì không dành cho những người mà thích ăn những cái gì to và thích ăn những cái gì mà nó thật sự là nhiều thịt. Thật là lễ ốc này cũng cần phải có cái sự kiên trì nhất định. Tại vì khi lễ như vậy, có nhiều người đâu có lễ được đâu. Đó. Cứ con ốc nhỏ như vậy, mình lễ hết cái tô này mất khá nhiều thời gian cho nên là ai rảnh thì mới ngồi lễ như vậy. Món này thì ở miền Trung thì hay làm. Món này thì mùa nắng thì mình thấy nó nhiều, và cứ thời tiết nó càng nắng thì mình thấy con ốc nó sẽ bự hơn. Còn hôm nay thì biển nó không khí ở ngoài miền Trung nó cũng đang bị động đó. Cho nên là biển nó bị động cho nên là con ốc nó cũng không có được to lắm. Con ốc còn tươi á, thì khi mà mình lễ thì nó sẽ ra nguyên một con vậy. Đây. Giống như con sao vậy, nhỏ nhỏ vậy chứ nó không có to. Và khi ăn thì nghe nó hơi cầm cái cát ở trong này á. Hơi khó chịu. Nhưng mà ăn nó rất là ngọt. Nghe cái vị của nó rất là ngon nha.
đây cũng là một trong những món mà khá là đặc biệt của người dân miền Trung. Tất nhiên là những cái món ăn này thì là những cái món ăn mà người ta bán ở ngoài đường thôi, chứ còn nó không thể nào mà nó người ta trong những quán xá thì người ta sẽ không có bán loại ốc này, tại vì nó khá là nhỏ. Nếu như mà mọi người có dịp ghé ra miền Trung á, và đặc biệt là Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế hoặc là Quảng Ngãi gì đó, thì mọi người có thể mua con ốc này ăn thử. Cái món này người ta hay bán ở cái dọc đường á, mọi người chú ý là người ta hay để cái bảng là ốc lễ, hoặc là đi Hội An là sẽ nổi tiếng là ốc lễ Hội An. Đó là cái con ốc này đây, nó nhỏ xíu này. Khi lễ thì mình phải có một cái gai như vậy, thì người ta sẽ khi mà bán ốc, người bán ốc thì họ sẽ kèm theo cái gai này cho mình, cho nên là mình không phải lo ha. Khi mà mình ăn cái vị của con ốc nó hơi ngọt ngọt, nếu mà ốc tươi á, thì mình nghe nó hơi dai dai, và nó có một cái hậu cái nước ở trong rất là ngọt luôn. Ngoài ra thì những cái gia vị ở trong này thì lúc nãy mình có quay cho mọi người xem rồi, thì nó hơi cay cay, rồi nó thơm thơm mùi gừng, rồi một chút sả trong đó nữa. Cháo mình khá to quá. Và bây giờ thì mình sẽ ăn hết hai cái lon ốc này, mình sẽ ngồi mình lễ hết hai lon ốc này. Tất nhiên là tí nữa thì chị của mình và mẹ mình sẽ ra lễ cùng, chứ một mình thì thật sự là không thể nào mà chiến hết cái tô ốc này. Mình thì với khả năng của mình thì mình có thể lễ được một lon. Nếu như mà ngày xưa lúc mà sinh viên thì mình có thể lễ được hai lon một lúc cũng được luôn, mình lễ rất là nhanh, nhưng mà bây giờ thì nó lâu rồi không có lễ, cho nên là mình lễ rất là chậm, với lại nó cũng hơi bị lười biếng. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết cái video của mình. Nếu như mà mọi người có thắc mắc gì á, thì hãy để lại dưới phần bình luận của video này. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh của mình và nhấn chuông thông báo để nhận những video tiếp theo về trải nghiệm du lịch và cuộc sống của mình nhé. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.